Chiều ngày 13 tháng 4, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế khai mạc lễ hội khinh khí cầu quốc tế với chủ đề Huế – Nét đẹp cố đô. Đây là hoạt động nổi bật nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng tuần lễ Festival Huế 2023, diễn ra từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 4 tại Sân Hàm Nghi bên trong khu vực Kinh Thành Huế. Lễ hội quy tụ 12 quả khinh khí cầu lớn đường kính 25 đến 28 m, bay cao từ 300 đến 500 m, giúp du khách và người dân có cơ hội khám phá những điều mới lạ, trực tiếp trải nghiệm cảm giác ngồi trên khinh khí cầu và ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh Kinh Thành Huế. Một trong những điểm nhấn nổi bật của lễ hội này là du khách được trải nghiệm bay tự do, ngắm bình minh, hoàng hôn trên cố đô và các vùng ven. Thưởng lãm các danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất của Huế như sông Hương, núi Ngự, phá Tam Giang, cánh đồng lúa ở hạ lưu sông Hương, dưới góc nhìn hoàn toàn mới từ trên khinh khí cầu.